Hello student, welcome back to our class. Our lesson today is Unit 2, Relationship, more exercise. Before we begin doing our exercise, we need to have a small review of our grammar first, okay? Linking verbs do not express action. Instead, they connect subject of the verb with an adjective or noun that describes or identifies the subject. We use an adjective or noun after linking verb. Chắc là một lần nữa, đó là linking verb dùng để miêu tả và bổ nghĩa cho chủ từ đi trước nó, chủ thể đi trước nó. Đi sau linking verb là tính từ hoặc danh từ. Right, now let's do the exercise here, okay? Complete the sentences with the verb in the box. Use each verb once only. Make changes to the form if necessary. Hoàn thành câu với những từ được cho trong khung. Thầy sẽ lướt sơ qua các câu này để cho các em xác định được mình nên chọn từ nào các em. Alright, number one, we have the word boyfriend and friendly. Bạn trai của anh Na thì thân thiện. Thì sao thân thiện? Anh ấy cảm thấy thân thiện hay là anh ấy ngửi thấy mùi thân thiện hay là anh ấy có vị thân thiện hay sao đấy các em. Number two, your voice, strange. Giọng của mình thì mình nên chọn động từ sao ha. Cái giọng của bạn lạ trên điện thoại. Right, number three, Tuấn già hơn, lớn tuổi hơn. Alright, number four, coat very tight. Alright, we have the word very tight. Perfume amazing, curry and delicious. Okay. Alright, for this exercise, you will have 30 seconds to do it. If you need more time, press pause the video. Alright, các em sẽ có 30 giây để làm phần này. Nếu các em cần thêm thời gian thì bấm dừng video lại các em. Alright, 30 giây bắt đầu. Alright, time's up. Let's check the answer together, okay? Bạn trai của anh Na thì sao? Trông có vẻ thân thiện à. Chúng ta không thể nào chọn cái chữ gọi là nếm mùi, taste, hoặc là ngửi thấy, smell được. Chỉ có thể chọn là looks thôi. Alright, number two. Đã là giọng nói thì phải sao? Phải nghe thấy âm thanh. We choose the word sounds, okay? Number three. Tuấn thì trở nên già hơn, được không? Chứ không thể nào mà feel già hơn hay là ngửi thấy mùi già hơn được. Phải là get. Alright, number four is feels. Thì cảm giác, cảm thấy bị chặt cái áo này chặt thì bây giờ là mình phải chọn là cảm xúc thôi. Alright, number five is smell. Đã, nước hoa thì phải ngửi thấy, đúng không? Chứ không thể nào mà là nếm thấy được. Rồi, rồi kế tiếp là từ còn lại, taste this. Last sentences. Câu trẻ được sử dụng khi chúng ta muốn tập trung vào một phần cụ thể trong câu. Trọng tâm được đặt sau it is, it was. Phần của câu không muốn nhấn mạnh được đặt vào một mệnh đề bắt đầu bằng điều đó. Là phần còn lại của câu mà không nhấn mạnh thì sẽ được viết tiếp. Rồi chúng ta có 3 trường hợp là nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ. Ta lướt sơ một tí em. Nhấn mạnh chủ ngữ thì chúng ta có cái cấu trúc như sau. Nó là is cộng is, it was cộng với chủ ngữ, cộng với that hoặc là who, cộng với động từ. Right. Nhấn mạnh tân ngữ. Cấu trúc sẽ là is hoặc là was cộng với tân ngữ, object, cộng với that, cộng với mệnh đề còn lại. Nhấn mạnh trạng ngữ. Thì công thức của chúng ta sẽ là is hoặc là it was cộng với trạng ngữ, cộng với that và cộng với mệnh đề còn lại. Alright, now it's time to do the first exercise of left sentences, okay? Exercise number one, rewrite these sentences with the same meaning and using left sentences with underlined words. Viết lại những câu sau đây, giữ nguyên nghĩa và sử dụng câu trẻ với những từ được gạch dưới. Rồi, vậy thì trong 6 câu này thầy đã chỉ ra 6 từ được gạch dưới rồi. Nhiệm vụ của các em là xác định xem thành phần được gạch dưới đang đóng vai trò gì trong câu.
nó là chủ ngữ hay là tân ngữ hay là tràng ngữ, rồi chúng ta áp dụng công thức và viết lại câu thôi. Alright, for this mission, for this task, sorry, I will give you 1 minute to do it. If you need more time, rest for the video. Alright, 1 minute, begin. Alright, time's up. Let's check the answer together, okay? Number one, the man gave the book. Từ gạch dưới là chữ the man. Thì chúng ta sẽ viết chữ the man ở đầu câu. Sau đó chúng ta xác định động từ đang ở thì quá khứ hay là thì hiện tại. Miễn nó là quá khứ thì chúng ta chia it was. Còn nếu không phải thì chúng ta chia is. Ở đây chữ gave là quá khứ của chữ give. Vậy thì chúng ta sẽ ghi là is was the man. Rồi sau đó chúng ta ghi tiếp là who hoặc là that. Rồi gave her the book. Rồi, thế thôi. Number 2, từ gạch dưới là chữ my mother, cũng là chủ ngữ trong câu. Thì chúng ta xem cái động từ trong câu là chữ bought là thì quá khứ. Vậy thì chúng ta ghi là it was my mother who bought me a present on my birthday. Rồi, tương tự câu số 3, chúng ta có chữ the dog. Vậy thì bây giờ mình ghi là it was the dog. Thì chúng ta xác định được là last night là quá khứ nè. It was the dog that the boy hit in the garden. Hả? Thì chúng ta tiếp tục mình viết thôi, không có gì hết. Rồi tương tự câu số 4, chúng ta có chữ his grandfather. Rồi, thì mình ghi là it was, tại vì chúng ta có chữ credit là quá khứ nè. Đó, mình ghi it was his grandfather whom hoặc là who. Rồi mình viết lại cái mệnh đề còn lại trong câu là the little boy read it in a strange language. Rồi câu số 5, chúng ta có trạng ngữ at the shop là từ được gạch dưới. Thì bây giờ mình sẽ ghi at the shop xuống sau khi chúng ta đã xác định đây là quá khứ hiện đại. Đó, mình lấy chữ bought thì mình ghi là it was, cái mình ghi at the shop xuống, rồi mình ghi that, thì mình ghi là cái mệnh đề còn lại thôi. Rồi câu số 6, in Britain, it was in Britain that he met his wife. Rất là đơn giản, viết in Britain xuống sau khi chúng ta đã viết cái it was, rồi sau đó mình viết thêm that, rồi mình ghi tiếp cái câu còn lại thôi. Exercise number 2. Choose the correct answer for each following sentence. Rồi, chọn đáp án đúng cho từng câu dưới đây. Bây giờ là trong các câu này chúng ta đang khuyết một phần. Các em chọn một đáp án A, B, C, D để mà điền vào, để mà chúng ta hoàn thành câu sau đây. Nào, rồi câu đầu tiên nè, các em có thể thấy được là chúng ta cần chọn cái mệnh đề mở đầu cho câu trẻ. Thì phía sau chúng ta có từ I bought the golden fish. Rồi thì câu I bought the golden fish thì chúng ta đã có được chủ từ, động từ và túc từ hay là tân ngữ rồi. Vậy thì cái thành phần mà chúng ta còn thiếu ở đằng trước đó là cái gì? Khi mà chúng ta đã có đủ chủ ngữ và tân ngữ rồi, thì trong câu trẻ chúng ta đã có chủ ngữ, tân ngữ rồi, thì thành phần nhấn mạnh còn lại sẽ là cái gì ha em? Rồi câu số 2, chúng ta có cái từ đó là it was Tom to have us. Nào, rồi vậy thì đây chúng ta đã viết sẵn cái câu dưới dạng câu trẻ và chúng ta đang nhấn mạnh Tom đó là chủ ngữ rồi. Rồi vậy thì đi sau đó chúng ta cần một cái từ gì kế tiếp theo công thức ha các em, mình tự làm chỗ này ha. Rồi number 3, the police has rescued from the fire. Rồi thì đây chúng ta có cái từ đó là cảnh sát giải cứu khỏi ngọn lửa. Thì lúc này chúng ta đã có cái từ cảnh sát là chủ ngữ rồi, rồi sau đó là từ ngọn lửa là trạng ngữ rồi. Vậy thì chúng ta còn thiếu thành phần gì hả em? Rồi
Phần này các em sẽ có 30 giây làm ha. Nếu như em cần thêm thời gian thì các em hãy bấm dừng video lại. Trong bài làm thầy cũng đã có gạch dưới một số từ dùng để gợi ý cho các em trong quá trình các em làm. Alright, 30 seconds begin. Alright, time's up. Let's check the answer together, okay? Cùng nhau sửa bài các em. Alright, number one. I bought the golden fish. Rồi, câu này chúng ta đã có chủ ngữ và tân ngữ rồi. Thì thành phần còn thiếu đó chính là trạng ngữ. Đầu tiên, các em nhìn vô câu B và câu C nè. Các em có thể thấy được chúng ta có từ where và từ which. Trong công thức của câu trẻ, chúng ta không hề có từ where và từ which. Vậy thì lập tức chúng ta có thể loại bỏ câu B và câu C. Kế tiếp đó, chúng ta xem câu A và câu D nè. Câu A thì khác với câu D ở chỗ là nó có từ from. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta nhìn là tôi mua con cá này từ cái cửa hàng. À, vậy thì bây giờ chúng ta phải cần với từ from mới được các em. Chúng ta không thể nào chọn đáp án D được. Chúng ta chỉ có thể chọn đáp án A thôi. Rồi. Câu số 2. It was Tom to help us. Rồi, đầu tiên chúng ta xác định là chúng ta đã có Tom là chủ ngữ được đem xuống từ câu gốc rồi. Giờ chúng ta nhìn kế tiếp là chiếu theo công thức thì đi sau Tom phải có that hoặc là who. Thì bây giờ chúng ta bỏ ngay lập tức được câu A và câu C. Câu B và câu D thì bây giờ có hai trường hợp là chữ comes ở thì hiện tại và chữ came ở thì quá khứ. Thì chúng ta nhìn vô cái chữ it was. Chúng ta có thể thấy được it was là đang chia quá khứ nè. Rồi vậy thì có nghĩa là cả trong cái câu gốc á, cái từ đi kế Tom phải là chữ came mới đúng. Vậy thì chúng ta chọn đáp án D. Chúng ta nhìn vào câu 3, chúng ta đã thấy được chữ the police from the fire là đã có chủ ngữ và trạng ngữ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đang cần một cái túc từ, một cái tân ngữ. Rồi, theo công thức bình thường thì bắt đầu phải là it is hoặc là it was, nên lập tức mình loại câu A và câu B liền. Rồi, sau đó chúng ta nhìn vào cái chữ has rescue là cái chữ giải cứu từ ngọn lửa nè. Giải cứu này đang chia ở thì quá khứ nè. Đó, nên chúng ta không thể chọn đáp án D được. Chúng ta chỉ có thể chọn đáp án C mà thôi. It was the baby whom. Rồi, đến câu 4 và câu 5. Tương tự như vậy, thầy sẽ cho các em những từ được gạch dưới trước. Các em sẽ có 30 giây để làm. Sau đó cùng nhau sửa bài các em. 30 giây bắt đầu. Alright, time's up. Let's check the answer together, okay? Câu số 4, chúng ta đã có chủ ngữ là my parent và me là tân ngữ rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta còn thiếu trạng ngữ. Thì các em nhìn vào, các em có thể thấy đáp án A có chữ when là bỏ nó ngay lập tức. Đáp án B có cái từ on kế bên từ that thì chiếu theo công thức chúng ta đâu có cái từ giới từ nào kế bên từ that đâu nên chúng ta bỏ luôn. Rồi chỉ còn có câu C và câu D thôi. Rồi thì câu C nó khác với câu D chỗ là nó có giới từ on my birthday rồi. Vậy thì chúng ta chọn câu D ngay lập tức. Không thể nào mà it was my birthday được, mà phải là it was on my birthday. Tại vì trạng ngữ chúng ta cần một cái mốc thời gian, đúng không em? Alright. Number 5. Ở đây chúng ta có chủ từ là I và cộng với tân ngữ là my girlfriend rồi. Vậy thì chúng ta còn thiếu một cái trạng ngữ. Rồi. Thì bỏ luôn câu D và câu B bởi vì chúng ta thấy được chữ where và chữ which không có trong công thức nè. Rồi kế tiếp tương tự câu A và câu C khác nhau ở chỗ đó là có giới từ in. Thì đó là địa điểm thì phải có giới từ in vào, đúng không? Rồi vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án A. Last but not least in our lesson is the homework, okay? Your homework is to review the uses of linking verb and left sentences. Then do the following exercise and also don't forget to prepare next lesson getting started. Right. And this exercise is your homework. Okay.
Please do it at home and then ask your teacher for answer, okay? That is the end of our lesson. Thanks for watching and see you again.